Các con thân mến, các con đã hiểu như thế nào là mẫu câu ai là gì rồi? Và mẫu câu ai là gì dùng để giới thiệu, để nhận xét? Sau đây các con hãy cùng với cô làm bài tập số 1 để chúng mình hiểu rõ hơn. Các con sẽ biết tách bộ phận ai hoặc cái gì con gì với bộ phận còn lại. Bài tập số 1 của cô yêu cầu gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ai hoặc cái gì con gì. Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì. Các con nhớ nhé, nhiệm vụ của các con có hai nhiệm vụ, đó là gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ai hoặc cái gì hoặc con gì. Nhiệm vụ thứ hai, gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? Và cô có những câu sau đây. Mẹ em là cô giáo. Sách vở là đồ dùng học tập. Con khỉ là con vật thông minh. Trường học là ngôi nhà thứ hai của em. Cả bốn câu của cô đều có chữ là, đúng không nào? Bốn câu này đều là câu được đặt theo mẫu ai là gì đấy. Vậy còn chờ gì nữa? Cô sẽ dành cho các con 2 phút để hoàn thành bài tập này. Xin mời 2 phút của các con nào. Thời gian 2 phút của các con đã hết rồi. Chúng mình đã làm xong bài tập rồi đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ chữa bài nhé.